nè đâu huệ bân huệ bân cô huệ bân rốt cuộc lần này cô lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây cô giáo à làm ơn làm ơn dừng tay đi đừng có phạm tội nữa dừng tay lại đi phạm tội hả cô còn muốn tôi biết chuyện gì đáng sợ hơn nữa hay sao cho tới lúc này cô hành hạ chính nhậm còn chưa đủ hay sao vậy Cô làm ơn đi Làm ơn dừng lại đi Làm ơn cái gì chứ Người hành hạ tôi là ai Tại sao bà dám nói như vậy hả Tôi đã hành hạ hàng chính nhậm Hồi nào chứ bà nói đi Nhà trai chu Không phải Người đó là mẹ của chính nhậm Chuyện cô làm đáng sợ tới mức nào cô không biết hay sao vậy Chẳng lẽ Cô vẫn không biết sự thật hay sao Tôi đã làm gì hả Che giấu tai nạn Vậy thì sao chứ Nói cho khó nghe một chút là tôi đụng sao Tôi muốn ngăn cản thôi Nhưng mà người quốc ta tôi ra là nhà chơi chu đó Không phải là của tôi đâu Cô đã làm gì Với mẹ của tôi Nếu cô nghe được rồi á Thì cũng biết hết rồi Tôi không có lỗi <laughs> Không có lỗi sao Đồ quỷ bưng Cô là ác quỷ mà <laughs> Cô à tỉnh lại đi Cô ơi Đồ quỷ bưng Chính nhầm mà Vào đây coi thử đi nhanh lên Cô à Cô tỉnh lại đi mà Cô à Cô giáo à Cô tỉnh lại đi Làm sao đây chính nhầm mà Cô à Cô giáo à Hạng chính nhậm cô thật là Sao cô ấy gọi điện tới chứ Gì vậy Trương Mỹ Anh à Cô gọi tôi để giỡn sao Cô giỡn cái gì chứ Chẳng lẽ tôi gọi điện cho cô để nghe giọng nói của cô sao Cái gì Đúng vậy Có chuyện cần nói Anh tôi kêu tôi nhắn lại với cô Trong tay anh tôi Có thứ mà cô đang cần đó Nhưng mà anh ấy sẽ không đưa cho cô đâu Mấy người đi rồi hay sao vậy Mà lại dám Alo Alo Trương Mỹ Anh Cô tưởng cô quỷ hoài cuộc đời của anh tôi Thì cô bình an vô sự hay sao Người cần phải đi tù thật sự Là đô quỷ bân cô đó cô biết chưa sao ai cũng đuổi tội lên đầu mình hết trơn vậy mình đã làm cái gì hả số mấy quý khách vừa gọi thì không liên lạc được chủ tịch không bắt máy hay sao ờ vẫn còn tắt máy Tại sao anh phải đi con đường này chứ? Lòng trung thành của anh chỉ tên phát kỳ thành cũng đâu tới nổi. Để anh phải gánh tội cho hắn rồi giờ đây chứ. Bởi vì tiền phải không? Tôi nói có đúng không? Vì đồng tiền phải không? Từ trước tới giờ, tất cả mọi việc cũng vì tiền mà thôi. Người cha quá cố của tôi chưa cùng tin tưởng anh. Chủ tịch phá qua đời cũng rất tin tôi là bạn thân của chủ tịch đô nguyên trung anh muốn nói tất cả mọi chuyện xảy ra cũng bắt nguồn từ lỗi của ba tôi sao tôi chỉ muốn nói không có ai có tư cách chỉ trích tôi thôi ba chủ tịch làm giả di chúc cướp mất công ty cũng được phát hiện thành bất chấp thủ đoạn để làm tất cả mọi chuyện cũng được là chủ tịch. Muốn xuất phát từ việc, muốn thuyết phục tôi để đến cục phát hiện thành. Rốt cuộc cũng đâu có gì khác nhau chứ. ờ chỉ nhầm anh đi em đã gọi anh nhiều cuộc như vậy mẹ của anh ở bên gì đâu vậy <laughs> mẹ mẹ bà ấy xảy ra chuyện gì vậy Y tá chết thuốc xong cô đã ngủ rồi Còn tình hình cụ thể Phải đợi kết quả kiểm tra mới có thể biết được Không phải mẹ đã không nhớ được gì sao Rốt cuộc là sao Ngoại bân cô ta Cô làm những chuyện đó nữa sao Để che giấu tội lỗi của mình Cô ấy đã tiếp tục phạm những tội lỗi khác Sau khi mẹ anh biết được những sự thật này mà em muốn dạch trần phải không Hình như cô giáo Nghĩ rằng dạch trần sự thật Mới là cách để ngăn cản quậy bân tiếp tục phạm tội Nhưng mà không thể làm như vậy được Trước khi cô giáo khất xỉu Cô đã nói với quậy bân làm ơn dừng lại đi Đừng có gây nhiều tội ác nữa Nhưng quậy bân đã không nghe lời của cô giáo Không phải là Mẹ anh đã nói với quậy bân những lời này sao? Phải vậy không? Đó là những lời Trước khi mẹ anh mình gất xỉu sao? Dạ Hình như cô giáo đã tỉnh táo rồi Còn nói bà ấy đã nhớ lại rồi sao? Đúng vậy Bà ấy vừa mới nhớ lại Đã cứ con đừng gây nhiều tội ác nữa rồi Gây nhiều tội ác? Trời ơi Bà ấy còn chưa tỉnh táo nữa đó Bà ấy bị sao vậy? Còn kêu con đừng có gây nhiều tội ác Người không nên gây nhiều tội ác Là con nhỏ hàng chính nhậm kia mới đúng chứ Còn cũng nghĩ như vậy đó Để qua hết ra ngoài đi Ôi ừ, trời ơi Đây không phải là đồ của mẹ sao Mấy người làm cái gì vậy Tôi đã nhận được lệnh Thu vào cái phòng đó Chỉ cái phòng ở trên lầu 2 Trên thủ đi nha Nè Không phải Tôi nói đó là phòng của tôi hay sao trời ơi nè anh đi đâu vậy hả à, anh bỏ ra đi <laughs> đồ này mất tiền lắm đó sao lại nhét vậy chứ Ê, trời ơi đừng có dễ cho chúng tôi mà chúng tôi chỉ nhận lệnh thú vụ đồ đạc mà thôi tôi tự nhận dẹp không được hay sao vậy ôi thật là thật là <laughs> dám đụng vô đồ của mình nữa chứ Đừng có đụng vào Tránh ra đi Anh đi ra ngoài đi Tự tay tôi dọn được mà Tôi sẽ tự tôi dọn hành lý của tôi Ra ngoài đi Ra ngoài giùm tôi đi Trời ơi Trời ơi Mấy cái này Mất tiền tới mức nào chứ Mấy cái này mất tiền lắm Trời ơi <laughs> Mấy cái tên này đúng là vô tri mà Không có trí thức gì hết Rốt cuộc mình làm cái gì vậy hả Vì còn nhỏ hàng chính nhậm Không ra gì đây hay sao Không phải là con đã nói Sau này má đừng gọi cho con nữa mà Mẹ tuyển dụng gà khoan đã Đừng cướp mà con Đợi một chút đi Con nghe mẹ nói đi Làm ơn đi con Sau này con sẽ không có gì cần nghe Và những lời cần nói nữa Đúng vậy mẹ tiểu nhuận à Mẹ hiểu tâm trạng của con Nhưng mà con niệm tình cũ với mẹ Tha thứ cho ba của tiểu nhuận có được không con Tôi là ba tiểu nhuận đã phạm tội Nhưng cho dù thế nào Nó cũng lỡ tai thôi mà có đúng không Lỡ tai cho dù thế nào thì đó cũng là tai nạn sao Sau khi anh ấy lái xe đụng chết mẹ con Đã cục đu quỷ mân che giấu tai nạn lần đó Nguyện tạo sự thật đó Vậy mà mẹ có thể nói ra những lời này sao Con không thể hiểu đó Mẹ tiểu nhuận à bởi vì Mẹ đừng có gọi con như vậy nữa Còn nữa Nếu như mẹ lo cho anh ấy như vậy Thì đừng làm vậy với con nữa Kêu anh ấy đi tự thú đi Bởi vì Đây là cách duy nhất để giúp anh ấy không phải tiếp tục phạm tội nữa Mẹ biết không Bây giờ phải làm sao đây? Sao đại trương Vũ Anh của mình phải làm sao đây? <laughs> mang cho tôi một cái đi Lại gì nữa đây? Mình biết mà, mình biết chứ. Mình biết à? Sao mình lại ra nông nổi vậy chứ? Bởi vì tình hình trước mắt còn chưa bắt được nữa, chúng ta mới có thể lấy cách đó để chứng minh tội ác của chị dâu. Còn nếu không bị bắt thì sao? Anh nghĩ sẽ đã có chứng minh mình... tội của chị dâu đó Người tạo chứng cứ che giấu tai nạn Còn lén đuổi tội cho hung thủ nữa Và không thể trừng phạt cô ta hay sao Chính nhờ mà Em sẽ không để cho đôi quậy bân ung dung như vậy đâu Em nhất định Phải bắt cô ấy trả giá Có phải anh nói sẽ đi bệnh viện sao? Xét mặt khó coi quá vậy. Tình hình hiện giờ của bà có sao không? Tôi không có đi thăm bà. Tuy không có gì nguy hiểm. Nhưng tình hình cụ thể phải đợi tới khi có kết quả thì mới biết được. Vậy sao cô lại như vậy? Hay chính nhậm cô ấy có chuyện gì hả? Phải không? Tôi cảm thấy chính nhậm sẽ làm chuyện gì đó. Tôi sợ cô ta vì chuyện này mà gặp bất trắc gì nữa tôi rất lo chuyện này vô cẩn thận nha trời ơi tại sao con nhỏ này lại ngồi ở đây chứ cô làm gì vậy không mau ra ngoài đi chắc là khó khăn lắm hai người mới dọn hết đồ đạc về đây phải không nhưng mà hai người lại phải rời khỏi rồi cái gì tôi đã mua lại căn nhà này rồi đó. Tôi có bán bao giờ đâu? Làm sao cô mua được đó chứ? Chồng cô phát hiện thành đang xử lý tài sản được đứng tên chung của hai vợ chồng cô đó. Cô không biết sao? Phát Hiền Thành. Xem ra cô không biết thật rồi. Tôi còn tưởng hai vợ chồng hai người đang muốn ly dị nên phân chia tài sản chứ. Cô ta nói gì vậy? Đẹp quê bưng. Cô không biết thật hay sao vậy? Không biết cái gì chứ là hàng chính nhà mà nói lung tung thôi. Tôi với Phát Hiền Thành sẽ không ly dị đâu. Ai ly dị chứ hả? Vậy đây là cái gì? Hình như là đơn xin ly dị do chồng của cô gửi tới. Trước khi cô tới đây, nó đã được gửi bằng chữ phát nhanh đó. Tuy là tôi không biết cô có muốn ly dị hay không, nhưng chồng của cô thì muốn đó, còn căn nhà này nữa, vui lòng dành cho tôi trong tuần này nha. Ờ, nè con, con nhỏ đó đang nói cái gì vậy? nè, chúng ta, chúng ta là phải dọn ra khỏi chỗ này sau. cái tình phát hiện thành này thật là. cho nên vẫn chưa tìm được trương du anh nữa sao tôi em đã rất nỗ lực tìm hắn rồi bây giờ đang báo cáo với tôi đó hả lập tức tìm trương du anh rồi đưa hắn tới đây nếu không tìm được thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa <laughs> em tuyệt đối Sẽ không đóng dấu đơn ly dị này đâu Không ly dị như vậy được Em không ly dị đâu Hình như em đâu có quyền lựa chọn Em không có quyền lựa chọn sao Một mình anh ly dị hả Em không đóng dấu thì làm sao ly dị được chứ Em lại muốn ra tòa sao Ra tòa đi Ai sợ ai hả Nếu muốn ra tòa thì anh sẽ thắng đâu Cứ thử đi anh à Em thật sự phải phiền anh như vậy sao Lúc anh nói đàng hoàng với em Thì em cố gắng sắp xếp đi Vậy mà nói đàng hoàng hả Còn nữa Nếu em không sắp xếp thì anh sẽ làm gì đây Anh có thể đưa em tới sở cảnh sát đó Cái gì Chỗ anh có chứng cứ chứng minh Em là người gây ra tai nạn cho hàng chính nhầm Đừng nói dối nữa Sao anh có được cái đó chứ Trước khi sếp cường đi nước ngoài Hắn đã đưa cho anh mà Em có muốn xem không? muốn quậy một trận rồi đi tù hay là muốn lần lấy ly gì hả anh coi như em đã chịu ly gì rồi đó Vậy sao? Tôi biết rồi thư ký Kim Cảm ơn cô đã nói với tôi Được rồi Hai người lặng lẽ ly dị có đúng không? Tôi sẽ không cho hai người làm vậy đâu Ờ, ừ, con đã nộp đơn xin ly hôn rồi hả? Không đọc có thể làm gì chứ Phát hiện thành đang nắm chứng cứ con người tai nạn cho hàng dính nhậm rồi Con mà không chịu ly về như vậy Có thể con sẽ đi tù đó Vậy chúng ta phải làm sao đây Không lấy được đồng nào Mà lại bị đuổi ra ngoài như vậy Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó đâu Vậy thì cô có kế hoạch gì sau Tôi nộp đơn ly dị rồi Nhưng vẫn còn thời gian ly thân trước Nên chưa kết thúc đâu Trong thời gian này con phải tìm được chứng cứ để có thể đánh phát hiện thành Để điều chỉnh điều kiện ly dị nữa Chứng cứ trường Vũ Anh lấy cái đó đi rồi Con phải tìm lại cái đó mới được Như vậy Mới có thể xoay chuyển được cục thế Cho dù thế nào Con cũng phải tìm ra Trương Vũ Anh trước đã Mẹ không muốn anh hai bị đói ở bên ngoài phải không Tất cả chỉ là mê tính thôi mẹ à không phải mê tín Mà chính là lòng chân thành Nếu anh còn biết được mẹ đợi nó ở nhà như vậy Nó nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện khác Mà sẽ về nhà mà Không phải anh không biết tấm lòng của mẹ Nên mới không về đâu Nếu anh ấy về sẽ bị bắt ngay đó Nên anh ấy không về Vậy còn muốn anh con Sẽ bị đuổi bắt như vậy hoài hay sao hả Con đâu có ý đó đâu Con cũng chỉ lo cho anh nên mới nói như vậy thôi Sao mày lại nổi giận với con chứ Ơi con da đầu này thật là Ôi... có cần nhờ hiền thành không ta ly dị với đồ quậy bân đám cưới với mình thì anh đã trở thành anh của anh ấy rồi nếu mình nhờ anh ấy chắc chắn là anh ấy sẽ cứu anh hai thôi <laughs> chúc mừng em đấy em cảm ơn <laughs> anh anh hai mình à oh. <cười> đi đi <cười> <cười> <laughs> hôm nay ở chỗ bán có hoạt động Anh phải đi Em có muốn qua đó không hả Đợi hoạt động kết thúc rồi Mình đi ăn cơm chung nha Anh có chủ muốn nói với em Chúng ta đúng là tâm linh thương thông mà Để hôm nay gặp rồi Mình sẽ nhờ anh ấy Chuyện của anh hai cũng được Ôi. Mình phải mặc cái gì đây Đứng bên cạnh phát hiện thành Mình phải ăn mặc cho xứng với ảnh chứ Chủ tịch Nếu muốn tham gia hoạt động tuyên truyền sản phẩm mới Thì bây giờ anh phải tới chỗ bán thôi đó Ờ Mới đó mà đã tới giờ rồi hả Chuẩn bị xây dựng tôi đi Dạ chủ tịch cô người phát hiện thành này thật là Lại gì nữa đây Chuyện gì Cơ con đừng tham gia hoạt động ở chỗ bán nữa Đừng để người khác nhìn thấy cãi nhau Cơ con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi Con là gì hả Bệnh nhân trường nhiễm chắc Nó gửi tin nhắn cho con như vậy sao Cho mẹ coi thử đi Em đột đơn xin ly dị Rồi đừng có xuất hiện ở hiện trường hoạt động gây sự nữa Nếu làm vậy anh sẽ không tha cho em đâu Cái tên này quá đáng lắm rồi không đưa bà cách nào Còn đuổi con ra khỏi nhà Vậy mà con nói những lời đau lòng như vậy nữa Sao con lại đứng lên như vậy Con muốn tới hiện trường hoạt động Cái gì Tại sao Con không đi không phải là anh sẽ vui sao Như vậy thì con Sẽ càng đi thì tốt hơn Tại sao mình Kêu đôi gọi bân được tới chứ Không phải giống như Mỹ Anh Cũng phải nói là tới sao nếu phát hiện thành kêu mỹ anh tới thì cô ấy sẽ rất vui đó nhưng còn đô Quệ bân thì phát hiện thành không cho cô tới đâu không cho thì cô ấy càng tới kêu cổ đừng tới thì cô nhất định sẽ tới sao đúng vậy cô ấy sẽ liều mạng để tới đó đô Quệ bân với mỹ anh mà gặp nhau ở đó thì ra sao đây hả lần này có phim hay coi rồi cực cho mấy anh quá. chào anh lần đầu được gặp. À, cảm ơn cô. lần này tới đây đều không dẫn chúng tôi, rất cảm ơn cô. dĩ nhiên chúng tôi phải tới rồi. ô, chú tới anh đến thật tới đây như vậy, chúng tôi thật sự rất là vinh hạnh. ờ à, không đâu, các bạn đã làm việc cực nhọc cho tập đoàn của chúng tôi, dĩ nhiên là phải tới coi rồi. Mọi người làm à, việc tốt Cảm ơn anh Vợ của anh không có đi chung với anh sao à, Hôm nay giờ tôi không được khỏe lắm Tôi tới trễ rồi Không phải là em nói hôm nay không tới sao Không phải anh nói là rất muốn em tới đây hay sao Nhưng mà đâu thể vì em không khỏe mà không tới được chứ Không phải hả Có đúng không Đúng ấy như lời đâu. Quan hệ của hai người rất tốt, thật sự rất cưỡng mộ. Cảm ơn anh nha. Buông em ra! Bây giờ em muốn làm gì hả? Làm cái gì chứ? Em chỉ tới tham gia hoạt động ở đây thôi mà. Cho nên tại sao em lại đến đây chứ? Vì anh không cho em tới, nên em càng tới đó. Rồi cái sao? Gì? Anh tưởng em là búp bê mà anh kêu em không tới thì em sẽ không tới sao hả? Còn dám ra lệnh cho tôi nữa chứ Ở ờ, hai người đây sao Trong đó đang tìm anh đó À sẽ vô liền mà à. Sao rồi Không vô nữa hả Người trong đó đang tìm anh kìa à, Đây là sản phẩm mới của quý này đâu. Anh giới thiệu giùm tôi nha. Wow. Cái áo khoác này thích hợp với anh lắm đó. Anh mặc thử em coi đi. Em đừng làm như vậy mà. Sao vậy? Không phải em sẽ đóng phim với anh sao? Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. <laughs> Xem ra hai người thật sự thân thiết lắm đó, Tao một kiểu nha. Ờ à, được. <laughs> à phu nhân từ từ coi nha được chuyện gì vậy tại sao đâu ngoại bân lại đứng kế phát hiện thành như vậy chứ vừa mới nập đơn ly gì thì đưa người phụ nữ của mình tới cái chỗ như vậy rồi không phải là anh đã nói ly dị với đô quỳnh bân rồi sao? Tại sao cô ấy còn đến đây, còn đứng kế bên cạnh anh nữa? Em bình tĩnh lại đi, đừng có nói lớn như vậy mà. Bây giờ em còn bình tĩnh được sao? Lúc nãy anh không nhìn thấy ánh mắt của đô quỳnh bân sao? Anh còn coi em ra gì nữa hay không vậy? Thủ tục ly dị còn chưa kết thúc mà. Không phải em đã đợi hết mấy năm rồi sao? Thêm mấy tháng nữa thôi cũng không được Phải, là... em không đợi được. Anh đã ly dị với đô quỳnh bân rồi, sao còn phải làm như vậy với cô ấy chứ? Bây giờ không đóng kịch không được hay sao? Sớm muộn gì cũng phải ly dị mà. Anh cũng không muốn như vậy mà. Tại đồ rồi bưng đã tự ý đến đây mà Cô ta muốn chơi anh nên đã cố tình làm như vậy Không phải là anh Đã kêu cô ấy tới sao Dĩ nhiên là không phải rồi Anh cũng biết em ghét đâu rồi Bân đến mức nào mà Để thêm ít lâu nữa là được rồi Ngày nào cũng kêu em đợi hết Anh cũng muốn tốt cho em Nên mới làm như vậy thôi Nếu tin đầu anh lấy chị với đâu rồi Bân mà truyền ra ngoài Thì mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn Anh đã cố gắng giải quyết nhanh chóng để đến với em đây Em không thể Tin lời anh lần này sao Hàng chính nhầm. Tại sao cô lại tới đây chứ? Chú ý vẻ mặt của cô một chút đi. Mọi người đang nhìn đó. Cô cút ngay khỏi giùm tôi đi. Người mà cô hy vọng sẽ cút khỏi đây chắc không phải là tôi đâu. Cái gì? Bây giờ chồng của cô đang ở bên cạnh Mỹ Anh. Khuyên cô ấy đừng để ý tới đồ quậy bân làm gì. Nếu như hai người ly dị, thì họ sẽ đám cưới với nhau thật sự đó. Tôi mặc kệ cô tưởng tôi thật sự quan tâm họ làm cái gì hay sao vậy cô đừng lo chuyện của người khác như vậy nữa cô hãy lo tương lai của cô thì tốt hơn đó thật là <laughs> cái gì <laughs> mình phải đáng nhìn sao cái gì Ai nhịn ai hả Biết rồi sao còn hỏi nữa Bây giờ tôi đang nhịn cô đó Tại sao Phát hiện thành đã sẽ kết hôn với cô sao Cô bị anh ấy gạt như vậy Còn tin lời của ảnh nữa hả Nhưng còn cô Bị ly dị rồi thì không có lòng trị trọng nữa sao Cái gì Anh ấy đâu có kêu tới Mà cô còn tới tộc tới anh ấy làm gì Cô là kẻ thứ ba Còn dám lớn tới với tôi nữa sao Vậy chắc là cô không ngoài tên sao Cô Còn nhỏ này Tôi nhìn cô lâu lắm rồi đó Buông tôi ra Buông ra Không biết mình là ai còn dám nói chuyện với tôi nữa hả Người không biết mình là ai là cô đó biết chưa à, Cái à? gì Cô Cô dám vô lý với tôi như vậy hả Hôm mày mà muốn ăn đòn rồi đó ờ, để, để. Buông tôi ra Buông ra Đừng Cô làm gì bão. vậy Đừng có quay tôi nữa. muốn ăn đòn rồi cô là cái thứ gì ngày đi... nào cũng muốn chọc giận tôi Thì hết quay vậy nữa. cô sao lại đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa cô nói gì còn cứng đầu có phải không Cô tôi ra chết đi à. mọi người đừng có quay tôi tôi nữa đâu? đồ cứng đầu mà cô làm gì vậy bỏ tôi ra chưa Đừng yên đi bỏ tôi ra nhớ cứng đầu của tôi hả à? à.